Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn khóa học thứ hai. Đấy, thì mình đã có khóa học thứ nhất rồi đó mà. Khóa học thứ nhất là khóa học về ra đề tài thép á. Đây, thì bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn khóa học thứ hai, đó là khóa học về hướng dẫn sử dụng máy thủy bình. Đó. Thì trong cái bài hướng dẫn sử dụng máy thủy bình á, thì mình có 5 bài, bài 1 nè, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, đúng không? Thì năm cái bài này á, bài 1 là cân máy thủy bình các bạn, nghĩa là bài mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cân cái máy này như thế nào, đúng không, từ A đến Z luôn, cách cân tất cả những cái con ốc trên nó là sao, được chưa? Đó, máy thủy bình gì đúng không à? Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cân máy. Đó, con ốc này là ốc gì, tất cả con ốc thì cân thế nào, rồi. Qua cái clip 2 á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc mia của máy thủy bình, đúng không? Đó, đây là cái mia máy thủy bình này các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc mia của nó. Rồi qua clip thứ 3 á, thì là sẽ là hướng dẫn các bạn cách đo cao hình học mà là lý thuyết, đúng không? Thì sau khi học lý thuyết xong thì chúng ta thực hành, đúng không? Học lý thuyết và thực hành mới hiểu chứ. Đó. Thì học lý thuyết xong thì có hai bài thực hành. Bài thực hành thứ nhất là đo cao đơn giản nè, là một chạm máy. Bài thực hành thứ hai là đo cao khó hơn chút, là nhiều chạm máy, được chưa? Đó. Thì đo cao đơn giản là làm sao? Đây. Cái hình nó nằm ở đâu rồi? Đó, đo cao đơn giản là kiểu này các bạn. Bạn đặt máy thủy bình ở đây đúng không? Ngắm mia ở điểm này, rồi điểm B. Rồi lại ngắm mia ở địa chỗ này, gọi đi là điểm A. Xong rồi bạn đo trên cao của hai điểm A và B, đúng không? Gọi là cách đo một trạm máy, nghĩa là cái máy này đứng yên một chỗ, nó không di chuyển. Đó là đo cao đơn giản. Còn đo cao kiểu khó hơn chút là chúng ta sẽ di chuyển máy, đúng không? Nghĩa là chúng ta có cao độ điểm A là điểm đây nè, nằm đây. Cao độ điểm B thì nằm đây. Nhưng mà hai điểm AB đó, nhiều khi nó chênh nhau rất là nhiều, đúng không? Thì bạn biết cái mia thì nó có chiều dài là 5 mét đó mà. Thì bây giờ mình ví dụ á, điểm A và điểm B cách nhau tới 60 mét, đúng không? Trên cao của hai địa điểm đó là 60 mét. Giả sử chúng ta là đang đo trên núi đi, thì chúng ta phải truyền cao độ. Đó. Nghĩa là chúng ta phải chuyển chạm máy, lại là chạm máy đầu tiên nè, chạm máy thứ hai nè, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, đúng không? Ta phải chuyển nhiều chạm máy cuối cùng mới lên đo được trên cao của điểm A và điểm B. Bạn đồng ý không ạ? Thì cái này gọi là cách đo cao khó, đo cao phức tạp hơn chút, gọi là đo cao truyền cao độ. Đó, cách truyền cao độ thì đây là đo cao hình học nè, thực hành tại công trình, một nhiều chạm máy. Còn cái kia là một chạm máy thôi, là đơn giản, còn này kiểu này là kiểu khó hơn nè, thấy không ạ? Thì trong clip này á, mình sẽ cùng nói lý thuyết, đúng không? Cùng vẽ hình bằng cái hình bên đây, được chưa? Cùng nói lý thuyết bên này. Rồi ở đây là có thực hành luôn nè, có hình minh họa thực hành đàng hoàng luôn. Đó, cho bạn dễ hiểu, đúng không? Đây là mình vẽ hình nè, còn đây là người ta đo thực tế ngoài hiện trường nè, đúng không? Mình vừa nói cách người ta đo thế nào. Rồi mà giờ mình vẽ ở đây luôn. Đó, các bạn sẽ chắc chắn sẽ hiểu được thôi. Rồi thì cái giá khóa học này thì là 500.000 cho một bạn nha. 500k một bạn. Đó. Còn mà cái cách mà để mình chuyển video cho bạn á, thì bạn cũng biết rồi đúng không? Cái cách mà chuyển video như thế nào, làm như thế nào á, thì bạn qua cho mình khóa học ra đề tài thép nha. Đây các bạn, khóa học ra đề tài thép thì mình có nói kỹ càng luôn cách mà các bạn hỏi bài, rồi cái cách các bạn cái bắt cách mà mình chuyển video cho các bạn xem, đúng không? Đó. Thì cái giá khóa học là 500.000 cho một bạn, và mình sẽ để cái tài khoản của mình ở dưới á. Các bạn chuyển khoản cho mình. Sau khi các bạn chuyển khoản cho mình xong á, thì mình sẽ gửi video cho các bạn qua bằng email. Thì lúc đó các bạn sẽ xem được cái video. Và các bạn muốn thắc mắc cái gì thì các bạn cứ hỏi mình, gọi điện thoại trực tiếp cho mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học tiếp theo.